Mời quý vị quay trở lại với chương trình Đồng Tiền Thông Minh, và chúng tôi vẫn đang chia sẻ với hai vị khách mời về mô hình chia sẻ các kiến thức về quản trị doanh nghiệp. Mà thưa anh Hòa, như anh cũng vừa mới nói rằng là sắp tới sẽ có những cái bước phát triển về cái nhóm Close Group này. Tuy nhiên, so với lại cái ý tưởng ban đầu của anh đó, thì qua 7-8 tháng hoạt động đúng không ạ? Thì anh thấy hiện giờ cái sự phát triển của cái nhóm nó so với cái ý tưởng ban đầu của anh có gì thay đổi hay không? Và theo đó thì bản thân anh muốn có những cái thay đổi gì để mà áp dụng lên cái diễn đàn đóng này? Mục tiêu cái ban đầu mà chúng tôi khi có cái ý tưởng thành lập cái group này và cái mục đích, cái gọi là cái mission của nó, sứ mệnh của nó, thì tôi cho là chúng tôi vẫn đang đi rất sát và đi đúng về hướng đó, tức là tạo ra giá trị thật cho thành viên. Và cái đích đến là làm sao để nâng tầm về cái trình độ quản lý doanh nghiệp của các nhà quản lý Việt Nam, của đội ngũ quản lý Việt Nam, của các doanh nghiệp Việt Nam lên. Thì đó là cái mục đích cuối cùng. Và như vậy là thông qua những thành viên ở trong group này, họ sẽ trở thành những hạt nhân, họ mang về, họ lại tạo ra ảnh hưởng, thay đổi về cách cung cách quản lý ở các doanh nghiệp nơi họ hoạt động, doanh nghiệp của chính bản thân họ, và họ lại có thể chia sẻ lại cho những người khác, là những người khác lại chia sẻ lan tỏa ra bên ngoài. Thì cái đó là cái mong muốn của chúng tôi khi gọi là hình thành cái group này. Để đạt được cái điều đó thì nó còn đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, và như tôi nói là cả một tập thể này. Tôi muốn nói về cái gọi là cái tính tích cực, cái thái độ tích cực khi tham gia vào những diễn đàn như thế này, bởi vì tôi đã từng đi tham gia vào các cái tổ chức hồi còn làm ở tập đoàn nước ngoài, tức là có những cái cuộc họp, có những cuộc tranh luận, chúng tôi phải tranh luận với các đồng nghiệp người nước ngoài, thì tôi thấy là nếu ai mà gọi là thụ động quá, chấp nhận để cho người khác người ta gọi là dẫn dắt mình, thì như thế là cái doanh nghiệp đấy, cái thị trường đấy, quốc gia đó, cái ngành hàng đó sẽ rất thiệt thòi. Chẳng hạn như họ tranh luận về vấn đề sẽ đầu tư ngân sách vào đâu, sẽ hoạt động marketing ở đâu, sẽ quay video ở đâu, quay quảng cáo ở đâu, sẽ chạy chương trình ở đâu trước, thì những cái đó nếu như những người nào mà không nói thì sẽ bị xếp cuối cùng. Thì tôi cho đó cái văn hóa của Việt Nam mình nói riêng và Á Châu nói chung là chúng ta hơi thụ động ở những cái sinh hoạt, những hoạt động như thế này. Nếu như mà anh làm thành công được cái việc này thì quả là anh đã tạo ra một cái sự thay đổi hết sức là to lớn. Và thưa bác sĩ Minh, tức là cũng nói cái việc chủ động tích cực tham gia vào cái diễn đàn chia sẻ này, thì là một cái thành viên tham gia thì anh có những cái ý kiến đóng góp gì để mà thay đổi như là phát triển cái mô hình này? Và bản thân anh thì anh có ra ngoài, anh nói chuyện với bạn bè của anh, với đồng nghiệp của anh về cái nhóm này, và anh có kêu gọi họ tham gia hay không? Như ban đầu thì tôi có nói, thì cái việc tham gia group anh phải hoạt động. Anh hoạt động càng nhiều, anh tương tác càng nhiều, thì anh sẽ chia sẻ, anh học hỏi và anh nhận lại rất là nhiều. Đó là chắc chắn. Tức là anh chia sẻ, anh cho đi nhiều người trong cộng đồng, đồng thời anh nhận lại cho bản thân mình. Đó là một cái mà chắc chắn rằng là nó là rất là hiện hữu, chứ không phải là cái gì mơ hồ hết. Và như trong cái tiêu chí cũng như những cái điều hành hiện nay của group, của ban điều hành group, thì tôi thấy rõ ràng là các thành viên ngày càng tích cực hơn, ngày càng tích cực hơn. Các thành viên sẽ có một cái bài giới thiệu bản thân mình trước khi tham gia group, và thông qua cái thế mạnh của mình để chia sẻ lại. Cái thế mạnh của mình đôi khi nó là thế yếu, cái yếu của người khác mà người ta lại học của mình, và mình lại học lại những cái thế mạnh của người khác, đó là cái thế yếu của mình. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng cái nền kinh tế chia sẻ đó thì không dựa trên cái quan điểm là miễn phí, bởi vì chúng ta thấy rằng các mô hình chia sẻ khác như là chia sẻ nhà ở, hay là chia sẻ gia sư, hay là chia sẻ các khóa học, thì đều dựa trên những cái nguồn tài chính. Như vậy thì hiện tại thưa anh Hòa, cái trang chia sẻ kiến thức của chúng ta vẫn đang hoạt động ở một cái việc là miễn phí cho các thành viên tham gia. Tuy nhiên sắp tới đó thì anh có kỳ vọng một cái sự lợi nhuận hóa nào từ cái hoạt động của trang chia sẻ này hay không? Chúng tôi thì trên cái quan điểm gọi là kinh tế chia sẻ. Chia sẻ có nghĩa là anh cùng đóng góp thì cùng chia sẻ. Và do vậy là cái group này được thành lập ngay từ đầu, và nó hoạt động trên cái phương châm là chúng ta cùng nhau góp tay để cho nó hoạt động. Do vậy cái hoạt động của chúng tôi hiện nay là mọi người tự đóng góp
tự đóng góp cái phần của mình. Có nghĩa là những cái chi phí nào mà chi phí tập thể thì là ban điều hành sẽ chia ra trên đầu người ai tham gia thì bao nhiêu đóng bấy nhiêu. Chẳng hạn chúng tôi làm một cái offline ở một quán cà phê hay là một cái hội trường nào đấy thì chi phí nước non, chi phí hội trường thế nào thì mọi người là rút tiền là đóng góp vào, không dứt khoát là anh phải đóng đủ từng này hay từng kia, mà trong đó cũng trên cái tinh thần là tự giác, tức là cũng có nhiều anh chị rộng rãi, anh chị đóng góp nhiều hơn một chút xíu hoặc là đóng góp hai phần cho một bạn khác sinh viên hay một ai đó khó khăn. Thì là chúng tôi hiện nay hoạt động trên cái cơ sở như vậy và chúng tôi cho là cái đó nó mới bền vững. Còn hướng về lâu về dài á, thì chúng tôi cũng đang nhắm cái hướng là chúng tôi hy vọng sẽ là hướng đến tạo ra những cái giá trị to lớn hơn. Chẳng hạn như là hoạt động sắp đến thì một trong những hoạt động chúng tôi định sắp đến tức là chúng tôi sẽ hình thành những cái nhóm như là những cái nhóm tư vấn từ các chuyên gia trong group hỗ trợ giải quyết những cái project, những cái dự án, những cái vấn đề cụ thể của một doanh nghiệp thành viên nào đó trong group. Và cái xuất phát của cái hoạt động này đó là cái sự gọi là hỗ trợ thành viên và miễn phí. Thế nhưng mà khi doanh nghiệp nếu mà thấy nó tạo ra hiệu quả to lớn và họ muốn trích một phần đóng góp lại cho group để làm kinh phí hoạt động thì chúng tôi hoàn ngành. Đó là một trong những hướng mà chúng tôi suy nghĩ sắp đến. Vâng, và thưa anh Hòa và anh Minh, cảm ơn hai anh rất nhiều đã đến đây chia sẻ những cái kiến thức khá là mới về cái nền kinh tế chia sẻ và đặc biệt là về việc chia sẻ về tri thức, chia sẻ về cái kinh nghiệm quản lý. Và cũng hy vọng rằng trong thời gian sắp tới thì cái trang chia sẻ này của anh Hòa cũng như là của anh Minh đang tham gia sẽ càng ngày càng phát triển và sẽ càng ngày càng có nhiều các thành viên tham gia hơn và đem lại những cái lợi ích nhiều hơn cho các thành viên tham gia. Và cảm ơn hai anh rất nhiều. Quý vị và các bạn vừa cùng chúng tôi trao đổi với hai vị khách mời về mô hình nền kinh tế chia sẻ và đặc biệt là chia sẻ kiến thức cũng như là chia sẻ các kinh nghiệm về quản trị doanh nghiệp. Và nếu quý doanh nghiệp có quan tâm thì xin mời quý vị hãy tìm kiếm nhóm có tên là Quản lý Doanh nghiệp ở trên Facebook và gửi yêu cầu tham gia. Hy vọng rằng quý vị một khi tham gia sẽ nhận lại được những lợi ích cho quá trình quản lý doanh nghiệp của mình cũng như là cho doanh nghiệp của mình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và sẽ hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.